Chào các con, bài học hôm nay của các con là nhận biết phân biệt khối vuông, khối chữ nhật. Trước khi vào bài học, bố mẹ giúp các con chuẩn bị một số đồ dùng, đồ chơi có dạng khối vuông, khối chữ nhật như hộp quà, hộp bánh nhé. Các con có biết đây là khối gì không? Đây gọi là khối vuông. Chúng ta hãy cùng quan sát thật kỹ khối vuông nhé. Ai có nhận xét gì về khối vuông? Khối vuông có các mặt là các hình vuông vì chúng có bốn cạnh bằng nhau, và khối vuông thì có sáu mặt như vậy đấy. Chúng ta cùng quan sát và đếm nhé. Một mặt, hai mặt, ba, bốn, năm, sáu. Như vậy khối vuông có sáu mặt là hình vuông. Đây là khối gì hả các con? Đúng rồi, đây là khối vuông. Khối vuông có lăn được không? Các con thử giúp cô nào. Khối vuông không lăn được vì các mặt bao xung quanh của khối vuông là mặt bao phẳng. Vậy khối vuông có chồng được lên nhau không? Lại giúp cô chồng hai khối vuông lên nhau. Có chồng được không nhỉ? Khối vuông có thể chồng được lên nhau vì chúng có các mặt là mặt phẳng đấy. Tiếp theo, các con có biết đây là khối gì không? Đây là khối chữ nhật. Các con nhắc lại nào. Khối chữ nhật. Các con hãy cùng quan sát khối chữ nhật nhé. Ai có nhận xét gì về cấu tạo của khối chữ nhật? Khi chúng ta quan sát sẽ phát hiện ra khối chữ nhật có các mặt là hình chữ nhật vì chúng có hai cạnh dài và hai cạnh ngắn. Khối chữ nhật cũng có sáu mặt đấy. Các con hãy cùng đếm với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy, khối chữ nhật có 6 mặt là các hình chữ nhật. Khối chữ nhật có thể lăn được không? Các con hãy lăn giúp cô nào. À, khối chữ nhật không thể lăn được. Khối chữ nhật thì có chồng được lên nhau không? Các con hãy chồng thử lên. Khối chữ nhật có thể chồng được lên nhau đấy. Vì các mặt bao xung quanh đều là mặt phẳng nên chúng có thể chồng được lên nhau. Cô giới thiệu với chúng mình một khối chữ nhật khác nữa nhé. Chúng ta quan sát này. Thank you.
Khối này được gọi là khối chữ nhật đặc biệt đấy, vì đây là khối chữ nhật có 6 mặt, nhưng trong đó có 4 mặt là hình chữ nhật và 2 mặt là hình vuông. Người ta vẫn gọi là khối chữ nhật. Chúng ta hãy cùng so sánh khối vuông và khối chữ nhật nào. Khối vuông có 6 mặt là hình vuông. Còn khối chữ nhật cũng có 6 mặt, nhưng có các mặt là hình chữ nhật. Khối vuông và khối chữ nhật có lăn được không? Cả khối vuông và khối chữ nhật đều không lăn được. Khối vuông và khối chữ nhật đều chồng được lên nhau, vì các mặt của khối vuông và khối chữ nhật đều là mặt phẳng. Chúng ta hãy cùng tham gia trò chơi tai ai tinh. Nhiệm vụ của các con, hãy lắng nghe cấu tạo đặc điểm của khối và đọc to tên khối nhé. Khối gì có 6 mặt chồng được lên nhau và các mặt là hình vuông? Đó là khối vuông. Chính xác rồi. Các con giỏi lắm. Bây giờ chúng mình nghe một lần nữa nhé. Khối gì có 6 mặt là hình chữ nhật? Khối chữ nhật. Thật tuyệt vời. Cô khen tất cả các con. Và bây giờ chúng ta hãy tìm các đồ vật có dạng là khối vuông nào. Các con hãy suy nghĩ và tìm giúp cô. Còn cô đã tìm thấy này. Khối Rubik có dạng khối vuông. Hộp quà có dạng khối vuông. Viên gạch có dạng khối vuông. Đồ chơi có dạng khối vuông. Và hộp bánh có dạng khối vuông đấy. Còn khối chữ nhật, các con đã tìm được đồ vật nào chưa? Cô tìm thấy chiếc tủ lạnh có dạng khối chữ nhật. Hộp bánh có dạng khối chữ nhật. Lò vi sóng có dạng khối chữ nhật. Hộp cơm có dạng khối chữ nhật. Và viên gạch có dạng khối chữ nhật đấy. Bài học đến đây là hết rồi. Các con hãy đăng ký kênh YouTube Thư viện Mầm Non để đón xem video ôn luyện khối vuông, khối cầu, vũ trụ và khối chữ nhật nhé.